Thưa quý vị, đây là bộ đồ bảo hộ liền thân quen thuộc mà các y bác sĩ, những nhân viên y tế thường mặc để lấy mẫu xét nghiệm trong bệnh viện hay là những khu cách ly. Bộ đồ bảo hộ này thì giúp bảo vệ cho các y bác sĩ trước nguy cơ dịch bệnh. Tuy nhiên thì dưới tiết trời nắng nóng như thế này thì dường như bộ đồ bảo hộ này sẽ trở nên khó khăn hơn trong việc tác nghiệp. Như tôi đây, khi mà mặc bộ đồ này chỉ một ít phút thôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã có công văn khẩn cho phép những nhân viên lấy mẫu bệnh phẩm COVID-19 có thể mặc những bộ quần áo rời phù hợp với kích cỡ, không nhất thiết là phải những trang phục liền thân như thế này. Và đây là bộ đồ có thể thay thế cho bộ đồ bảo hộ liền thân. Chỉ mất từ 1 đến 2 phút thôi tôi đã dễ dàng mặc được bộ này rồi. Khá là thoáng mát và dễ chịu, đỡ nóng bức hơn so với bộ đồ liền thân vừa rồi. Và để tìm hiểu kỹ hơn về bộ đồ bảo hộ này thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, là Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường. Vâng, về nguyên tắc là trang phục bảo hộ là nó có nhiệm vụ là bảo vệ cá nhân, tức là chủ yếu là nó chống các cái giọt bắn. Theo cái hướng dẫn mới thì có thể mặc cái áo tách rời nó ra, tức là áo từ cổ đến quá đầu gối, và cái bốt riêng và cái mũ riêng. Thì như thế thì cái áo này nó sẽ buộc ở đằng lưng, cho nên là ở phía sau nó sẽ thoáng hơn, ở dưới chân nó thoáng hơn, và phía đầu này chúng ta trùm cái mũ nó khác nhau. Cho nên là ba cái bộ phận này cũng có thể là có được lưu thông không khí và chúng ta sẽ thoải mái hơn trong cái thời gian làm công việc. Và Bộ Y tế khuyến cáo là không nên đeo cái khẩu trang N95, bên trong lại đeo cái khẩu trang y tế, thế còn găng tay như thế. Mà bộ đồ tách rời này CDC Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo rồi, thì tôi nghĩ đây là một cái tốt để cho nhân viên y tế có thể là giữ được sức khỏe của mình.